đẹp lắm, biển vẫn xanh bên bờ cát trắng, gió miên man gió hoài chẳng lặng, sóng hôn bờ hôn mãi không thôi. Đà Nẵng quê mình đẹp lắm, có núi có sông ruộng đồng biển cả, mảnh đất con người ngày đêm hối hả cho một sông Hà. Vẫn xanh bên bờ cát trắng, gió miên man gió hoài chẳng lặng, sóng hôn bờ hôn mãi không thôi. Đà Nẵng quê mình đẹp lắm, có núi có sông ruộng đồng biển cả, mảnh đất con người ngày đêm hối hả cho một sông Hà. Ông này. Ừ. Đấy, cả nhà. Ừ.
cứ thoải mái đi, không phải lên pháp biểu đâu. Cái gì như tao lại vậy? Không khác gì như vậy, lên thẩm dương ngay. Không cần văn bản, lên pháp biểu của anh. Quay là pháp biểu cần thưởng vậy là bây giờ tôi nói chuyện thế này này. Hôm nay là đại gia đình nhà mình đến chơi khu danh lam thắng cảnh của Hội An, của thành phố Đà Nẵng. Vin, cho nên là có thể nói rằng là đây là một chuyến đi, có thể nói là có lẽ là nếu đối với tôi thì đây có lẽ là chuyến đi có thể gần như nói là cuối đời rồi. Mà là đại gia đình của tôi đi được thế này thì tôi cảm thấy rất là sung sướng. Cho nên là tôi đề nghị ông thông gia, ông thông gia của tôi. Tôi chỉ tiếc rằng là còn một ông thông gia quá cố mất rồi. Thế cho nên còn hai anh em mình, tôi thì là hai nhà như một. Thế mà cũng mong ông là cố gắng sống cho nó đầu bạc răng long và không để đến trăm năm tuổi đời để cho nó xem các con mình nó tiến bộ đến mức độ nào. Thế để tôi có ý kiến phát biểu với ông và mong ông cũng hết sức tôn trọng hai anh em mình. Gắn bó đoàn kết với nhau để cùng dạy các cháu cho nó nên người. Tôi nhất trí hoàn toàn với cái ý tưởng đó, cũng như là nhiều lần trao đổi với ông. Xin lỗi bà nhé, tôi chưa trao đổi với bà về vấn đề này. Con cháu mà tôi với ông Bình thì phải trao đổi rất nhau với nhau rất nhiều, nhưng mà cái ông ơi, trùng một cái ý chí để mà nuôi dưỡng cho cái thế hệ mai sau. Chúng tôi đã có cái quan điểm nhất trí với nhau, chứ không phải như vậy là nói chuyện chơi chuyện bời trong trong cuộc tình cờ. Cái quan điểm đó là cái quan điểm nuôi cho cái thế hệ về sau này nó có nhìn thấy như vậy, ông cha tiến tổ của chúng nó, tức là giữa chúng ta là cái thế hệ cho các cháu nó được mạnh. Mong rằng là chúng ta cùng kết làm với nhau như thế, cùng có một cái chí hướng để mà phát triển cho cái thế hệ sau này. Để cho nó đỡ hơn chứ, đỡ hơn cái đời anh em nhà mình. Ông ạ, báo cáo với ông bà với tất cả anh em trong nhà, các cháu trong nhà như thế. Đây ngồi đây con. Đây đây con đây. Tôi chỉ với cái là tôi tiếc. Tôi tiếc cái là tôi mổ cái lưng chục năm rồi về trước. Ông ngồi với ông đây. Tôi không biết bước đầu là đi nó sụt sẹo thế này, thế cho nên là giá trứng nghe các con thì tôi mổ thì sức khỏe nó khá hơn. Nhưng tôi đến bây giờ, nếu mà tôi mà không bỏ thì có thể nói rằng là có thể không đi được cái buổi hôm nay. Đấy, cho nên là đấy cũng là một cái điều rất phấn khởi, các con nó quan tâm, rất phấn khởi. Có cái là thực tế trong cuộc sống ấy, thì tôi nói với ông là tại sao không phải mang cái chất là tôi trách. Nhưng mà các con có ấy ý để nó quan tâm đến ông từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Thế nhưng mà ông ấy thì cứ gọi là theo cái suy nghĩ này đó, nghe cái ý kia đó là trì trệ là do ông. Bây giờ ông mới thấy là phải mình sai rồi, bây giờ mình sửa vẫn còn không nói, vẫn còn sử dụng trong quá trình nữa chứ không phải là xem đấy chụp này. Thế là các con ngồi thoải mái để cho các ông nói chuyện là nói chuyện cứ quay tự nhiên mà nói chung là tự nhiên đi nè. Bởi vì nghe các chuyện của ông cơ toàn kể chuyện cũ. Chuyện tương lai. Ông Trần bảo hôm nay có cái gì mới không ạ? Con đang để tiếp ý kiến của hai ông thì là con cũng có một lời quả thật là đến phần này con đã trưởng thành. Thực sự là đúng là cũng như là cho đến giờ thì con cũng sống, nếu mà như đến giờ cũng chỉ mong là được hơn nửa đời người đấy ạ. Thế thì chúng con đến bây giờ có điều kiện để được anh chị em lần đầu tiên trong đời đấy được tổ chức một cái chuyến đi xa như thế này, thì chúng con bản thân như con thì con cảm thấy như là rất là vui và thực sự là niềm vui này phải nói là đây là một dấu ấn trong đời đấy, hơn nửa đời người rồi đấy. Thế thì trong cái chuyến đi này thì con chỉ mong muốn là bố mẹ lúc
nào cũng có nhiều sức khỏe, sống tình cảm với nhau và luôn 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 là tấm gương để cho chúng con noi theo. Và trong tâm trí của con thì con nghĩ rằng là chúng con chỉ hy vọng là sau này chúng con cũng sẽ được như bố mẹ bây giờ. Con cũng chúc riêng ông trong gia điều kiện bây giờ còn hơn đấy, có thật nhiều sức khỏe. Con biết là ông lúc nào cũng khỏe, cũng phong độ, nhưng mà con mong ông là lúc nào cũng phong độ như thế này, và còn và trong những năm tiếp theo sẽ còn hơn như thế này nữa. Hôm qua ông ngồi ăn cơm với các con thì ông thấy như vậy là cái thế hệ sau mà con sinh sản ra đã thực trưởng thành, thế ông mừng quá mà ông mừng phải rất mừng thật sự thật lòng. Chú trưởng thành, chú đẹp trai như thế mà nó chơi cùng với hội mình, thế cả một đại gia đình giữa bên hai nhà thông gia với nhau, con cái nó tập rồi nó trưởng thành, nó lớn như thế ông mừng lắm. Thế bây giờ nó đã ra là thành người rồi, đã là thành sư rồi, tốt quá rồi. Thằng bé thì chắc chắn phải như thế. Thế mà còn, đây là lần đầu tiên ông ạ, được chơi với nhau trong một cái chuyến đi xa như thế này. Thế này, lần đầu tiên con cũng rất là vui. Giờ chị đi là sẽ con cũng rất là vui, và con đưa ra một cái kế hoạch là mỗi năm nhà mình sẽ cố gắng đi với một nhau một chuyến đi xa. Tất nhiên là nếu được như thế thì ông còn sống. Kế hoạch này sao ạ, và cũng mong là kế hoạch này sẽ được thực hiện. Các con phải vận dụng thật nhiều để đem lại cái hạnh phúc cho tuổi già như các ông các bà. Đấy, phải nhờ vào các con trưởng thành như thế là ông mừng lắm. Nhưng mà đây phải là ngày hôm nay ông không dám nói về cái công lao, về cái tình cảm của các con với sự nhá, con trai con dâu. Đấy, thì các bác có thể tôi không muốn nói cái chuyện đó. Đây, hôm nay ta chỉ nói cái tình cảm ta đi với nhau thế này là vui lắm rồi. Trong nhà này con người đang kiếm có người như thế rồi. Còn đúng là chúng con cũng rất là vui phấn khởi là cho đến ngày hôm nay là các cháu đã trưởng thành, và tại cái thời điểm này thì các cháu nó cũng là ngoan. Thế còn cuộc sống của chúng nó như thế nào sau này là tự chúng nó không ạ, chứ chúng con không thể theo chúng nó đi kẻ hè cuộc đời được. Nhưng mà tại đến bây giờ là con cảm thấy rất là vui. Với như bản thân con thì như thế này là con đã tọa nguyện với cuộc sống rồi. Hai chứa hai cháu còn nhiều sự không ạ, còn nhiều con ạ, phấn khởi rất là mừng, rất là phấn khởi. Trời cho mình cái sức khỏe này, bây giờ mới đang ở giai đoạn phấn đấu không ạ, bây giờ mới là bước đầu đã ngắn đâu mà. Sang năm là đại gia đình nhà mình đoàn tụ đùng đủ hết.
trọn vẹn. Đã quá chuẩn như cái gì đó, nó toàn là hôm nay là bước đầu, cứ từ tiến gì đi. Lúc nãy ông ngoại có phát biểu bảo là rất xúc động mà nghĩ rằng lần này là một lần cố gắng thì mới được và không khả năng là thôi lần này là lần cuối, nhưng mà con nói thật là như này, sức của các ông bà là vẫn rất là ổn, tức là so sánh trong vòng khoảng một vài năm tới là sẽ vẫn giữ được ở cái mức độ sức khỏe như này, chứ nó chưa xuống được, làm sao nó xuống được, một ngày các ông một bữa cơm ăn mà vẫn ngon miệng lắm, ngủ 8 tiếng làm sao nó xuống được. Ông chỉ có lên đỉnh Trường Sơn là mất thôi. Còn thì đêm ngủ vẫn mơ những giấc mơ đẹp. Mà mọi chuyện nó bất bình lặng như này, chứ nó không được mà hoặc là tốt hơn. Vì ý nói đến khi Covid ý, nếu trường hợp mà nó vẫn bình lặng này hoặc nó còn tốt hơn thì mình vẫn tổ chức được cứ đến hè hoặc là đầu hè hoặc là tùy thuộc vào cái điều kiện di cử của các cháu thì mình có thể tổ chức một chuyến đi không nếu thế này để nếu mà còn tổ chức nữa thì sang năm để cho các con nó học hành thi học hè xong đâu đó rồi mình cũng có tổ chức thì mình chứ không nhất thiết phải là gì không chăm chơi thì hạ lắm.
lòng tôi sao mà sâu mà nặng, như tình cha muối mặn, như tình mẹ gừng cay. Cho lòng bao đắm say, cho đời bao nỗi nhớ, núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi. Đà Nẵng ơi tình người, Đà Nẵng ơi tình đời. Có qua bao lần đận, mới biết đâu biển cạn, đâu là dòng sông sâu. Có hiểu được lòng nhau mới tới bờ tới bên. Có hiểu được lòng sóng xanh dập dềnh, nắng chiều vàng ngõ phố, cho lòng bao nỗi nhớ. Đà Nẵng ơi duyên nợ, cho lòng bao nỗi nhớ. Có hiểu được lòng sóng xanh dập dềnh, nắng chiều vàng ngõ phố, cho lòng bao nỗi nhớ. Đà Nẵng ơi duyên nợ, cho lòng bao nỗi nhớ.
trên con đường gầy mái chùa Công, vầng trăng trong câu thơ nghiêng trên mái rêu u trầm, nén hoa kim bồng, lời người từ trăm năm xa xưa gửi lại ngàn dấu dấu vàng son ai ngồi đợi chờ trên bến sông này. Đêm hồi phố đã qua đây rồi thì chấm bước không
đần. Đầu diệt Mỹ còn bao thanh kích lây lừng, như đêm xưa trận nuôi thần còn vung sắc đường lê. Nay trên con đường xây dựng vang lời hát say mê. Làng xóm số lòng lanh nước u buồn, dấu bắp lên sân trường, dì xuyên tiếng thoi dệt lụa, nhớ chiều hòa vang, nhìn lên hai vùng sông trà mây nhuộm nắng vàng, thuyền ai bắc nam xuôi ngược về đâu bên sông. Dù bay khắp lòng ta tha thiết nhớ nhung, đêm đêm như dòng sông hàng còn ngân tiếng hò khoan, âm thanh rung vầng trăng vàng theo dòng nước mênh mang. Đất Quảng Nam chưa đi đã chứ em nói đậm đà vừa gặp gỡ mà đã yêu. Đất Quảng Nam chưa đi đã nhớ chứ em nói đậm đà vừa gặp gỡ. Thank you.
hát bản tình ca về đất Quảng quê ta. Em hát điệu dân ca, ôi nghe sao ngọt ngào mà lòng anh xôn xao. Hãy hát lên em, hát nữa đi em hát bản tình ca về đất Quảng quê ta. Em hát điệu dân ca, ôi nghe sao ngọt ngào mà lòng anh xôn xao. Ai có về quê hương Gò Nổi, miền đất mới giờ đã xanh sâu. Thương em gắng đợi ngày về, gắng đợi ngày về. Bây trừ dấu mượt, bây trừ dấu.
chén núi, thương mía đường thơm tô mì gạo mới, thương quá Hội An phố cổ đẹp ngàn đời. Về đây thăm Quảng Nam, thương dòng sông Thu vẫn xanh, lúa xanh tươi ruộng đồng như tình. Vòng tay mến thương giữa gian nan cuộc đời, tình quê hương ấm lại lòng tôi, tình quê hương thắm một đời. Thank you.
15 năm chưa về Quảng Nam, lòng tương tư khung trời tơ vương, dòng sông trôi giữa đôi bờ cát. Bàn tay em vinh nhánh dâu xanh, lời em ca trong nắng xuân hồng. 15 năm chưa hề phai nhạt, 15 năm xa biệt quê hương, nhìn bóng lau trắng rừng phương Nam mà ta mơ tóc mẹ bạc phơ. Chiều hôm nay trên núi Thất Sơn, mùa xuân sang chim én theo về, lòng bay theo muốn dặm sơn khê. Bay theo cánh chim ta trở về trời xưa, quê hương gấm hoa với những ngày đầm thắm. Mùa xuân phương Nam đang về, dòng sông Châu Giang xanh rì, lòng khát nghe một tiếng ai hò hoan. Như con suối trong mơ tìm lại biển lớn, ta mong ước sao sống những giờ chiều mến. Quảng Nam ơi bao năm rồi, lòng phiêu du theo phương người, chợt hiểu ra thì tuổi xuân tàn phai. 15 năm chưa về Quảng Nam, đồi hoa xưa bao lần thu sang, bờ tre xanh mấy mùa hạ trăng. 15 năm vút cánh uyên ương, ngồi đây nghe sóng réo trong lòng, từ phương Nam mơ về Quảng Nam. Về Quảng Nam, lòng tương tư khung trời tơ vương, dòng sông trôi giữa đôi bờ cát. Bàn tay em vinh nhánh dâu xanh, lời em ca trong nắng xuân hồng. 15 năm chưa hề phai nhạt, 15 năm xa biệt quê hương, nhìn bóng lau trắng rừng phương Nam mà ta mơ tóc mẹ bạc phơ. Chiều hôm nay trên núi Thất Sơn, mùa xuân sang chim én theo về, lòng bay theo muốn dặm sơn khê. Bay theo cánh chim ta trở về trời xưa, quê hương gấm hoa với những ngày đầm thắm. Mùa xuân phương Nam đang về, dòng sông Châu Giang xanh rì, lòng khát nghe một tiếng ai hò hoan. Như con suối trong mơ tìm lại biển lớn, ta mong ước sao sống những giờ chiều mến. Quảng Nam ơi bao năm rồi, lòng phiêu du theo phương người, chợt hiểu ra thì tuổi xuân tàn phai.
15 năm chưa về Quảng Nam, đồi hoa xưa bao lần thu sang, bờ tre xanh mấy mùa hạ trăng. 15 năm vốn cánh uyên ương, ngồi đây nghe sóng réo trong lòng, từ phương Nam mơ về Quảng Nam, từ phương Nam mơ về Quảng Nam. Thành phố của sự sống đang đổi thay, Đà Nẵng biển ngát xanh tận tới chân trời xa, Đà Nẵng dòng nước sông Hàn vẫn trôi hiền hòa, Đà Nẵng thành phố cô bé bạn hát ca, Đà Nẵng thành phố đang đổi mới qua từng ngày, ở đó nhà máy công trình mới đang dựng xây, ở đó càng đón con tàu với chuyến hàng đầy, biển cả người mãi mê tìm đàn ca bùa vây nhịp điệu thành phố hôm nay rộn ràng tiếng hát dựng xây, nhịp điệu thành phố hôm nay bừng lên sức sống cho ngày mai. Đà Nẵng thành phố của sự sống đang đổi thay, Đà Nẵng biển ngát xanh tận tới chân trời xa, Đà Nẵng dòng nước sông Hàn vẫn trôi hiền hòa, Đà Nẵng thành phố của bè bạn hát ca, Đà Nẵng thành phố đang đổi mới qua từng ngày, ở đó nhà máy công trình mới đang dựng xây, ở đó càng đón con tàu với chuyến hàng đầy, biển cả người mãi mê tìm đàn ca bùa vây nhịp điệu thành phố hôm nay rộn ràng tiếng hát dựng xây, nhịp điệu thành phố hôm nay bừng lên sức sống cho ngày mai, nhịp điệu thành phố hôm nay rộn ràng tiếng hát dựng xây, nhịp điệu